Và một điều nữa, tất cả chúng ta cần phải cẩn thận, đó là đừng bao giờ chịu ơn người mà không đền trả. Mình mà thỏa ơn ai đó, mình phải tìm cách để mà trả ơn cho người ta nha. Đừng bao giờ mà thỏa ơn hoài mà không trả cho người ta, đến một lúc nào đó cũng phải trả. Mà trả bằng cái gì? Trả bằng tình. Còn một điều nữa, hết sức là cẩn thận, đừng bao giờ chịu ơn một người quá nhiều. Chẳng hạn như có một người, người ta tới người ta tặng cho mình một cái mũ. Em ơi, tháng này anh mới lãnh lương, tặng cho em một cái mũ. Tháng sau, em ơi, anh mới lãnh lương, tặng cho em một cái bộ đồ, đây là hàng hiệu nè nghe. Tháng sau nữa, em ơi, anh tặng cho em một cái điện thoại đời mới, hiệu Nokia hay gì đó. Em ơi, tháng này anh mới lãnh lương, tặng cho em một chiếc nhẫn kỷ niệm. Tháng sau nữa em ơi, mình đi hưởng từng tăng học đi. Lúc này là anh rinh em luôn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ chịu ơn một người quá nhiều. Qua một điều
phái đoàn từ thiện Ban Chi sự Phật giáo tỉnh Cà Mau cùng tất cả quý Phật tử đi quỹ đạo ở Huế, nhưng chúng ta đến đây tới Phan Rang để dùng bữa cơm chưa tại Phan Rang. Quý vị đi phái đoàn đi đâu tham quan đâu? Trong đoàn này có được bao nhiêu vậy? Dạ được, trong đoàn mình được 45 vị. Hai quần đá này cho nó.
biết dự án này cho ta lòng biết tâm sự hy vọng sẽ đánh hiểu chúng ta về bất kỳ ở đất kỳ tế trong bản chất của thiên nhiên của những tính bản thân dự án này chúng ta phải đứng cách là cái này nãy mình thấy xe đi không nổi đó. Đây là đường hầm đèo Hải Vân. Hai bên luôn đường vô nghe. Sát còn ở ngoài. Hai ngồi. Mọi người hàng bến luôn. Hàng bến nó chữa gì cho mình đi. Không hiểm á. Có cái đường thoát hiểm, đường thoát nạn. Nó đá gì nhắm được?
chính nha. Vô đây nó cho mình chạy 60. Hôm nay đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đi cứu trợ ở Thừa Thiên Huế, huyện Hương Trà. Hôm nay đồ đang chuyển xuống bến tàu. Thầy ơi, quay đóng đồ hôm nay nữa thầy. Cái này mình rồi đây. Mình ta đi của mình rồi đây. Mình cái tiền.